À, mình nói lại về cái vấn đề ghi lóc các bạn thì khi mà chúng ta lập trình á cái việc ghi lóc là cái việc rất là thường xuyên và có rất là nhiều cái tình huống để mà chúng ta có thể ghi được những cái lóc à, có nhiều tình huống lắm nha đây là mình sẽ ví dụ cho bạn một vài tình huống là khi chúng ta ngồi chúng ta đi code của chúng ta thì chúng ta cũng có thể ghi lóc rồi xuống một cái file nào đấy tất nhiên nó là nó sẽ có cái 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 cái, cái khu vực riêng của cái vấn đề là chúng ta ghi lóc nó ở đâu và thứ hai là các bạn cũng có những cái info ví dụ như là cái người dùng đó họ đăng nhập lúc nào hay là họ thoát ra lúc nào vân vân thì những cái đó chúng ta cũng có thể ghi lóc lại được tuy nhiên thì có thể là chúng ta sẽ ghi lóc xuống file hoặc là chúng ta sẽ ghi lóc xuống các cơ sở dữ liệu luôn xuống database luôn tùy tùy tình huống nhá rồi đó lúc chúng ta gặp những cái warning ví dụ như là dung lượng ổ cứng nó sắp hết chẳng hạn hay là các bạn không có truy cập đến được một cái endpoint nào đấy hoặc là các bạn có những cái thao tác hành động bất ngờ à, ví dụ như là cái cái thằng google mà các bạn hay sử dụng đó nó thường xuyên nó warning các bạn khi mà các bạn có những cái thao tác hay là những cái hành động nó nghi ngờ các bạn đăng nhập ở một cái máy tính lạ vân vân thì nó sẽ có cái việc là warning chúng ta đúng không nè đó. rồi cái error nữa. error thì là thường xuyên rồi thế thì khi các bạn mà khi các bạn mà gặp những cái lỗi trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng phần mềm á, thì nó, nó nó sẽ đi cái lỗi đó xuống bên dưới một cái file log nào đấy file log đấy thường là những cái file test chơi là những là, là những cái file chấm log, hay là những, nói chung là những cái file test, dung ở bên trong nó chỉ là à, à, chữ cái thôi à, thì đây là những cái tình huống mà chúng ta ghi log. Thế thì trong quá trình mà chúng ta lập trình các bạn để ý là chúng ta phải tập dần cái thói quen đó là đọc những cái thông tin ở trong cái file ha ví dụ như là cái server nó sập lúc mấy giờ, nó được bật lại lúc mấy giờ À, thì chúng ta cũng biết rằng à, trong cái giai đoạn từ A đến B này nè là khách hàng họ không có truy cập vào được cái hệ thống của chúng ta chẳng hạn thì lúc đó là các bạn sẽ cần phải tập với cái thói quen à, đọc vlog nhiều hơn cả là bây giờ các bạn sử dụng một cái thằng đơn giản thôi đó là cái thằng Sam nè các bạn thấy trên màn hình của mình chưa thấy chưa thì đây là một cái cửa sổ để mà chúng ta có thể là khởi động được những cái thằng ví dụ là Apache hay là MySQL hay là Fazilla hay là uh, Mercury, uh, Mercury hoặc là Tomcat đúng không thì bây giờ các bạn thử các bạn start cái thằng này lên thì bây giờ mình sẽ gặp lỗi đây apache nó gặp lỗi nó không start được thì bây giờ anh em chúng ta phải làm sao nhỉ à chúng ta phải ở đây ở đây ở đây nó cũng là cái 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 thông tin cái cái, cái, cái thằng lóc của chúng ta nè các bạn hiểu kịp không? thì bây giờ để mà đọc rồi chi tiết ấy, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái nút là nút lóc ở đây các bạn ha các bạn nhìn đây ha mở cái thằng zoom lên để cho mình rồi các bạn sẽ thấy cái thằng này ở đây này nó có một cái là cái log hầu hết mà các bạn làm việc với server sau này các bạn sẽ đọc những những cái log này rất là nhiều các bạn hiểu kịp không ạ? thì ví dụ giờ mình sẽ click vào đây để mình mở cái log này ra thì mình có thể là ví dụ như này nó uh, nó sẽ phân chia ra nè, access nè tức là ai truy cập nè, những cái log bị lỗi nè, thì bây giờ mình sẽ mở cái thằng lỗi này ra nha và chúng ta sẽ xem ở đây. Oh cái này là nó chưa ghi gì hết nên là nó không có dữ liệu để mình mở một thằng khác hay là ppr Ồ, không có luôn nó không ghi xuống file các bạn rồi ok để mình start lại thử cái thằng này coi nó 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 có ghi xuống file hay không mình nghĩ là nó có ghi xuống nhưng mà cái giao diện này nó nó không có trỏ đúng tới cái vị trí của cái 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 thứ một hoặc là cái nút này á, thì chủ yếu là nó nó, nó, nó giúp chúng ta lưu lưu cái nội dung này xuống nhưng mà các bạn có thể đọc được cái nội dung lóc nó tương tự như thế này nè thông thường á, là nó sẽ có cái thời gian xảy ra cái hành động đó cái người dùng hay là cái chức năng rồi sau đó là cái sự kiện ví dụ như là cái thằng này vào lúc một giờ bốn mươi bốn mươi chiều thì cái thằng này là nó ghi là ví dụ như là lock window on the forum gì đó các bạn hiểu kịp không ạ đó thì đó đó là một cái lock của chúng ta À, thì sau này khi mà các bạn làm việc mà các bạn làm việc theo team á, các bạn sẽ có cái sự kết nối ví dụ như là cái bộ phận dev là khác cái bộ phận deploy sản phẩm thì nó lại là một cái bộ phận khác nữa không phải là một cái người đó là viết phần mềm xong rồi lại đem phần mềm đi deploy xong rồi lại đi quảng cáo đi giới thiệu cho khách hàng rồi đi hướng dẫn khách hàng sử dụng không một công ty sẽ có rất là nhiều cái bộ phận khác nhau và từng bộ phận đó họ sẽ làm những cái nhiệm vụ riêng thì khi mà nó có cái sự cố giữa cái team mà gọi là team lập trình á, với cái team mà team deploy sản phẩm á, thì lúc này chúng ta cần phải đọc cái log đó xem coi cái cái hoạt động của server như thế nào, có hoạt động của phần mềm như thế nào thì để chúng ta dễ làm việc hơn được không nè. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ để ý giúp mình nha. Cái việc mà chúng ta tập làm quen với cái file logs trong trong cái quá trình lập trình nó rất là nhiều. kể à, cả là các bạn làm việc với những cái server on cloud hoặc là các bạn các bạn làm với những cái web server mà các bạn tự cài đặt thôi thì chúng ta cũng sẽ À, sẽ gặp những cái file lock thường xuyên. Do đó mình muốn các bạn có trong đầu cái khái niệm đó là anh em IT phải biết đọc được cái file lock nó là gì và phải chịu khó đọc chữ chứ không phải là cái cái nào lỗi là cũng đem lên trên mạng, cái nào lỗi cũng đem lên trên mạng. Có những cái lỗi nó rất là hiển nhiên, tức là nó nói à tại cái dòng đó bị cái lỗi gì đó, thì bây giờ mình đọc được cái báo lỗi, đọc được cái file lock đó thì chúng ta có thể sửa luôn chứ không phải là cứ cứ mỗi lần gặp lỗi lên là rối loạn lên rồi chạy đi khắp nơi hết. Thì cái đó không 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 giúp cho chúng ta giỏi lên được đâu. Các bạn sẽ phải cần có một cái sự gọi là sự chịu khó, tức là chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ quen các bạn ạ. À. Chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ quen và các bạn cứ đọc nhiều, đọc nhiều, đọc nhiều dần dần các bạn sẽ biết à cứ làm việc với Tomcat thì nên đọc chỗ này, cứ làm việc với Azure thì nên đọc ở chỗ này, cứ làm việc với uh, GCP Google Cloud Platform thì chúng ta nên đọc những cái thay này. Ví dụ như vậy các bạn hiểu kịp không ạ? Làm việc với Java thì các bạn có thể đọc ở đâu, vân vân. Đó thì dần dần các bạn sẽ quen được những cái thói quen đó thì các bạn lập trình nó sẽ rất là tốt ok chưa? rồi nhưng mình cũng muốn có một số cái lưu ý khi mà chúng ta uh, ghi lóc xuống đó, thì mình có một vài cái lưu ý như sau. Uh, một tí nữa chúng ta sẽ có cái bài thực hành uh, làm việc với file test, Chúng ta sẽ tập ghi lóc xuống những cái thao tác, những cái hành động của người dùng á, họ làm cái gì thì chúng ta sẽ ghi chúng ta sẽ ghi nhận lại hết. Nha. nhưng các bạn sẽ có uh, 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 nhớ cho mình một vài cái ý nè cái ý đầu tiên á, các bạn sẽ để ý cho mình nó là cái định dạng cái định dạng của cái nội dung của chúng ta thì các bạn sẽ cần phải cẩn trọng ví dụ như là các bạn ghi lóc thì thông thường mình thấy trong cái quá trình lập trình sản phẩm á, thì người ta sẽ ghi lóc bằng tiếng anh nhiều hơn tại vì sao ạ à? tại vì tiếng anh nó sẽ không có không 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 có các phần có dấu à, nhưng mà bây giờ chúng ta đang tập lập trình thì các bạn ghi có dấu ghi tiếng việt cũng sao hết nhưng về sau đi làm á các bạn thì người ta sẽ người ta sẽ ghi lóc bằng tiếng anh nhiều hơn à, và cái định dạng của chúng ta nó phải là dễ đọc và dễ hiểu nữa định dạng ở đây nó vừa nói về cái bản mã mà vừa nói về cấu trúc nữa ví dụ như là cái phần đầu nó là cái gì à, cái phần đầu nó là cái gì rồi cái phần tiếp theo đó là user rồi cái phần tiếp theo nữa là nội dung hay là thời gian tức là chúng ta phân bố những cái nội dung đó nó như thế nào thì thông thường mình sẽ thấy là nó sẽ có cái cái cấu trúc ví dụ như là tí tí, tí nữa mình mình sẽ nói sâu hơn cái cấu trúc nha các bạn nhưng mà bây giờ các bạn phải để ý giúp mình là cái định dạng này nè nó phải dễ đọc ghi lóc là để cho người khác đọc được nó chứ không phải ghi một đống cái thông tin rối nùi vào bên trong đấy để cho người ta người để, để, cho người khác họ vào họ không đọc được ghi lóc là để đọc được nha các bạn dễ đọc và phải hiểu được quan niệm của mình là làm cái gì là cũng phải đọc được và và phải hiểu được và phải làm việc được nha rồi thứ hai là cái thông tin của bạn á, nó phải có ít chứ không không thể cái gì cũng ghi hết à, thông tin phải có ít à, phải hữu ích Tức thế là chúng ta cần thiết ghi những cái gì à, giúp cho và ví dụ như là bây giờ giúp cho người ta làm một cái hành động là giúp xác định được cái sự cố đi à, đúng không thì chúng ta sẽ ghi những cái thông tin có ít là không không kết nối được lúc mấy giờ rồi cái nội dung cụ thể không kết nối được nó là cái gì ha giúp xác định sự cố hoặc là giúp xác định một cái một cái sự kiện cái hành động nào đó cụ thể ha à, các bạn sẽ phải sẽ phải giúp cho người ta à, đọc và có cái thông tin đó nó phải có ít chứ đừng có ghi lóc ghi lóc nó nó những những à, những cái nội dung nó không có ít ví dụ như là à tại mấy giờ mấy phút mấy giây người dùng những phím enter thì đó đâu có ý nghĩa gì đâu đúng không chúng ta phải chúng ta phải chọn lựa những cái thông tin nào đó nó quan trọng nó hữu ích thôi ví dụ như người dùng đang nhập lúc mấy giờ thì ok mình ghi mình ghi lóc cái đó lại cũng được nhưng mà bây giờ người ta giờ là click chuột từ trang A sang trang B thì các bạn cũng ghi lóc cái đó cũng hay các bạn có thể ghi lóc để các bạn làm những cái phần liên quan với data science để chúng ta phân tích được cái cái hành vi khách hàng để chúng ta quảng cáo cho khách hàng thì cái đó nó cũng tốt nhưng mà chúng ta không nên ghi lóc xuống cái cái tập tin cái tập tin chấp lóc của chúng ta chưa? cái thông tin chúng ta phải có ít nha các bạn đừng đừng có ghi tùm lum và ví dụ như các bạn gặp lỗi thì các bạn phải nói a à, cái hành động lỗi là cái gì lúc đó người ta nhập cái gì mà người ta bị lỗi thì chúng ta nên ghi những cái ví dụ là input là cái gì và output là nó không có chẳng hạn thì những cái đó là chúng ta cần phải cần phải rõ ràng đúng không nè rồi một cái nữa là các bạn không được ghi quá nhiều không ghi quá nhiều không ghi quá nhiều thông thường thì khi các bạn đi vào bên trong một cái team làm việc á thì họ sẽ có quy định là các bạn những cái lóc nào các bạn sẽ ghi không 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 nên ghi từ lưa không nên ghi quá nhiều mọi thứ nó 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 sẽ làm cho người dùng sẽ bị rối rắm rồi à, trong cái tình huống mà chúng ta lập trình với Java thì các bạn hay có try catch vị exception đó các bạn thì à, thì các bạn sẽ sẽ nên nên ghi cái cái ngoại lệ xử lý cái ngoại lệ của các bạn à, nhưng mà những cái ngoại lệ nó quan trọng thôi và thông thường thì các bạn nhớ chúng ta có một cái là ring ring stack trace đúng không thì cái thằng này sẽ giúp chúng ta biết được là à khi mà gặp cái lỗi thì là nó xuất phát từ cái nguồn nào và trước cái nguồn đó là cái nguồn nào nữa thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ biết được là chúng ta nên à, nên đi theo cái hướng nào để chúng ta tìm kiếm cách để chúng ta xử lý lỗi những cái phần này thì nó phù hợp cho cái phần debug nhiều hơn nha các bạn nha à, đôi lúc và và những cái nào lớn thì à, thì chúng ta mới áp dụng cái thằng này rồi các bạn lưu ý một cái nữa đó là cái hiệu suất hoạt động của cái chương trình tại vì các bạn nếu mà các bạn đọc và ghi file liên tục á có nghĩa là các bạn làm việc với ổ cứng liên tục ổ cứng chúng ta có thể là ổ HDD hay là ổ SSD nhưng mà cái hành động mà các bạn ghi và đọc thì nó sẽ tốn tài nguyên của máy tính và cái tài nguyên máy tính mà nó bị tốn thì nó sẽ không phục vụ cho các công việc khác thì nếu như chúng ta ghi mà chúng ta không có không có để ý tới vấn đề hiệu suất thì nó cũng sẽ là vấn đề ha. thì các bạn nên sử dụng những cái phương pháp ghi lóc À, bất đồng bộ hay là những cái phương pháp vlog thông qua một cái thread là thông qua một cái luồng riêng biệt thì cái phần đó chúng ta sẽ học sau ở trong những chương sau các bạn hiểu kỳ không ạ? Nếu là cái hành động mà vlog là nó song song với cái hành động là những công việc khác nó chạy chứ không phải là cái chương trình nó đang chạy đến đây cái dừng lại ghi cái nội dung lóc xong rồi mới đi code tiếp cái code nó mới chạy tiếp các các, các, các bạn có hiểu kỳ không ạ? Như vậy thì nó sẽ làm cho cái cái chương trình của chúng ta nó nó không có mượt mà nó không có tốt à, rồi Ok. À. Các bạn cũng nhớ là ghi lóc xong rồi thì phải có cái thao tác là xử lý cái lóc đó như thế nào. Ví dụ là ai là cái người sẽ đọc, ai là người sẽ uh, sau sau khi được ghi thì bao nhiêu lâu đó họ sẽ đọc cái file lóc này vân vân Thì cái này là cái quy ước chung ở trong cái team làm việc. Nhưng mà mình mình muốn các bạn là các bạn sẽ sẽ trong đầu các bạn cần phải có cái khái niệm này. Cần, cần, cần phải có những khái niệm về lóc giúp mình nhé và khi mà chúng ta lập trình với cái thằng java hoặc là một vài cái ngôn ngữ lập trình khác thì tất nhiên là nó sẽ có những cái những cái thư viện rất là hay để cho chúng ta uh, ghi lóc ví dụ như mình nói ở trong cái thằng Java đi và đặc biệt sau này là khi các bạn học về Java Spring á, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thêm những cái dependency dependency là những cái phụ thuộc ha dành cho những bạn nào mà chúng ta vẫn chưa hiểu được đó. thì ví dụ các bạn có thể sử dụng cái phụ thuộc là cái cái, cái, cái dependency là Apache Chấm login Login.log4g chấm à, Đúng không? Thì log for java Thì cái thằng này nó rất là hay Nó giúp cho chúng ta uh, Cấu trúc cái Cái uh, uh, cái việc mà ghi log nó đơn giản hơn Rồi nó dễ dàng hơn Và chúng ta có thể quy định cái format Nó rất là dễ à, và Thông thường các bạn Các bạn để ý cái format Mà chúng ta ghi đó, Thì các bạn ghi nó đơn giản thôi Thứ nhất là các bạn sẽ có thời gian nha Thời gian thì nó có thể là À, ngày tháng năm giờ phút giây thì thông thường nó sẽ định dạng như thế này nè, Đi, đúng không? Minh Minh rồi, gi à, gi rồi sau đó là giờ đúng không? Rồi sau đó là phút. Giờ thì người ta thường là người ta ghi 24 giờ. Nếu mà các bạn ghi mà dạng là từ 0 tới 12 á, chúng ta lập trình mà chúng ta không để ý á, các bạn ghi dạng từ 0 tới 12 là người ta đọc mở cái file log ra người ta không biết là, à, thế thì là nó bị hỏng lúc 2 giờ sáng hay là lúc 2 giờ chiều. Rồi, các bạn để ý nha. những những cái này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ có là cái ví dụ như là các bạn sẽ có thể là có cái người dùng đi mình 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 làm đơn giản thôi ha các bạn mỗi một mỗi một cái thằng nó nó sẽ có một cái cách ghi lóc khác nhau đúng không rồi sau đó cái cái này là cái event là cái sự kiện của các bạn à, là cái hành động hay là cái hay là cái info đi mình sửa là thành cái info đi cho 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 nó dễ à, cái info là cái mà các bạn sẽ sẽ ghi ra được chưa nè à, thì à, đôi lúc làm một số cái chương trình đó thì các bạn sẽ không có user này. Nếu như các bạn các bạn đăng nhập vào thì nó thường nó sẽ lấy cái user mà đang làm việc với cái hệ thống của chúng ta để nó ghi. ví dụ như các bạn đăng nhập vào windows với cái tài khoản là abc gì đấy thì nó sẽ lấy cái tài khoản abc đấy nó ghi vào thông tin vào đây và ai đó vừa làm cái thông cái cái, cái thao tác gì hoặc là khi mà các bạn làm việc với những cái thằng gọi là uh, web server ấy, thì nó sẽ nó sẽ lấy những cái user của thằng web server nó bỏ vào đây. được không nè? ok nhé rồi thì đây là một vài cái thông tin về các vấn đề ghi à, các bạn cố các bạn các bạn tập ha khi mà các bạn sử dụng cái thằng lóc có này đó, sau này các bạn làm là à, làm việc nó nó dễ lắm nó, nó, nó không có phức tạp đâu nhưng mà trong cái quá trình mà học lập trình mạng đó, thì mình sẽ dạy cho các bạn nó rất là phức tạp để cho các bạn hiểu được à, nó như vậy vậy ha nhưng mà thật sự ví dụ như mà khi mà chúng ta có cái thằng lóc gì này rồi thì, thì, các bạn chỉ cần gọi như thế này thôi logger chấm à chấm là ví dụ như là chấm error đúng không đó thì sau đó các bạn điền cái message các bạn vào đây thì lập tức là cái nội dung này nó sẽ được ghi xuống cái file log luôn có hiểu kịp không ạ à? chứ rồi, nó, chúng chúng ta chỉ cần ghi cái message thôi còn cái user hay là cái thời gian á là lúc mà cái file nó ghi xuống là lập tức là nó sẽ ghi luôn ghi nhận những cái thay, những những cái thao tác đó thay cho chúng ta chúng ta không cần phải làm nhé rồi ok bây giờ thì chúng ta sẽ làm một cái bài thực hành, à, chúng ta sẽ làm một cái bài thực hành là nhập và xuất file, à, chúng ta vẫn là nhập xuất, nhưng mà cái câu chuyện của chúng ta bây giờ á, là sẽ làm việc với là cái dạng là file, file test là file văn bản nha, chúng ta sẽ làm việc với file test và file văn bản, thì mình muốn nói một chút xíu về cái việc à, chúng ta làm việc với file test và file văn bản trong Java, thì trong Java các bạn sẽ có hai khái niệm, một cái khái niệm đó là writer à, và thế niệm thứ hai đó là cái hệm reader thì cái thằng writer này nè nó dùng để ghi test và cái thằng reader thì nó dùng để đọc được cái nội dung đọc được cái nội dung lên và có hai cái thằng mà chúng ta sử dụng rất là nhiều và rất là thường xuyên và rất là phổ biến đó chính là cái thằng buffer writer thì nó 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 nó, nó giống như là nó đi qua một cái một cái bộ đọc vậy đó các bạn ha thì ở đây chúng ta sẽ có một cái là cái buffer Uh, buffer writer thì đây là những cái class nó có sẵn ở trong cái thằng uh, xin lỗi cái chữ writer thì có một chữ t thôi. writer à, buffer writer à, còn cái thằng reader thì chúng ta sẽ có một cái thằng tương tự như vậy thì à, nó sẽ nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là buffer reader. Thiếu, mình xin lỗi mình viết thiếu các bạn Sorry nó thiết chữ id rồi thằng dưới này nó là cái thằng b o f f prefer, prefer, à, đối xứng với thằng bên trên nó thằng reader đúng không nhưng cái thằng reader thì mình à, tức là các bạn sử dụng hai thằng này là là ổn à, nhưng mà cái thằng writer thì nó lại đẻ ra rất là nhiều cái thằng bên dưới này nó giúp chúng ta À, làm việc nó rất là nhanh và thông thường là chúng ta làm việc trên dòng đúng không thì à, cá nhân mình thì mình hay sử dụng cái thằng là thằng ring ring writer tức là nó sẽ có rất là nhiều cái dạng con con nữa có rất là nhiều cái dạng con con còn để viết cho các bạn đọc các bạn dùng cái thằng này các bạn đọc cũng được à, thật ra thì cái for writer các bạn cũng đã ghi được rồi nhưng mà thêm một cái công cụ bé bé là cái thằng cái thằng ring writer ấy, là nó giúp chúng ta có thể là uh, ghi dữ liệu nó rất là nhanh ok chưa nè các bạn hiểu kịp hơn rồi.